Đặc nhiệm Israel mở chiến dịch trên lãnh thổ Iran. Israel cho biết lực lượng tình báo nước này đã thực hiện một chiến dịch trên lãnh thổ Iran nhằm bắt một người nghi đứng đầu âm mưu tấn công các doanh nhân Israel. Israel ngày 29 tháng 6 thông báo lực lượng tình báo Mossad của nước này đã mở chiến dịch trên lãnh thổ Iran nhằm bắt một cá nhân nghi là thủ lĩnh của âm mưu nhằm tấn công các doanh nhân Israel tại Cộng hòa Síp. Mossad tuyên bố ngăn chặn thành công vụ tấn công. Trong một chiến dịch đặc biệt trên đất Iran, Mossad đã bắt được người đứng đầu nhóm. Trong quá trình điều tra, đối tượng thừa nhận những chi tiết dẫn tới việc vạch mặt và triệt phá nhóm đứng sau âm mưu tấn công ở Síp. Mossad cho biết trong một tuyên bố, Iran chưa bình luận về thông tin này. Mossad không nói rõ vụ bắt giữ diễn ra khi nào, nghi phạm hiện đang ở đâu, cũng như âm mưu tấn công ở Síp dự kiến diễn ra khi nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tuần qua cho biết một cuộc tấn công đã bị ngăn chặn nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Cộng hòa Síp vào thời điểm đó từ chối bình luận. Mossad xác định nghi phạm là Yosef Shahabazi Abaisalilu và cáo buộc người này đã nhận được các hướng dẫn chi tiết và khí tài từ các quan chức cấp cao trong lực lượng vệ binh quốc gia Iran để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Phát biểu tại căn cứ không quân Hazerim ở miền nam Israel hôm 29 tháng 6, ông Netanyahu cho biết Israel đang làm việc không ngừng nghỉ để ngăn chặn các nỗ lực của Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhằm tấn công Israel. Israel thường xuyên cáo buộc đối thủ không đội trời chung Tehran đang tận dụng tình hình xung đột tại Syria để thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài gần biên giới Israel. Tính từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ từ năm 2011, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ tấn công vào Syria nhằm vào mục tiêu Iran. Thông thường, Israel không đưa ra bình luận về các vụ tấn công, nhưng giới chức nước này tuyên bố rằng họ đang làm giảm bớt sự hiện diện của Iran tại Syria. Ngoài ra, căng thẳng giữa Iran và Israel trong khu vực có liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran. Israel từng cảnh báo sẵn sàng cho kịch bản tập kích cơ sở hạt nhân của Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẽ đáp trả nếu điều trên xảy ra.